Chữ sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ đây các đừng phòng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoàng giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một vốc cơm cho các loài chúng sanh, hoặc tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có, tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thai đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phật đời qua cứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối ca phước xin tùy hỷ và nhờ công đức thân phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đứng không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh âm tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần, mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng
Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Thương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc hòa tai nối liền. Từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng đèn tuệ thắp sáng cầu xin. Bồ đề thành tự đứng tin, bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu. Chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban, chư Phật muốn nhập Niên Bàn. Con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần, cúng dường lễ tán đa phần. Thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi. Chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn, hư không thế giới có trần. Nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng. Cuối lại đức đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, cuối lại
cuối lại đứng đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Thank you.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối để đầu kính tin. Để đầu sám hối vẫn tiền, thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều suy mê. Chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu.
con xin một giả khẩn cầu và thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào và trôi lăn sau cõi hằng hà khổ đau và tưởng mình tâm thức thâm cao và biết đâu ngu dại xa vào mấy mai hoặc núi ba độc trong nhà hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này hoặc do ba khổ đọa đày hoặc do ba hữu mà bài oán khiêng để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình nay còn xấu hổ tự trình cầu mong sám hối tội mình từ xưa kể từ vô thủy đến giờ hoặc theo bốn trụ hoặc thừa bốn lưu hoặc do bốn thủ mà chiếu hoặc dùng bốn chấp hoặc chiều bốn duyên hoặc do bốn đại gây nên hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham mà việc lành chánh nhẫn chịu làm mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh vô biên vô lượng tội tình chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam ngày nay phát lộ quý tam mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân ngày kể từ vô thủy chẳng phân hoàng do năm trú xoay vần trong tay hoặc do năm cái mà ra hoặc do năm kiến hoặc là năm sang năm tâm phiền não dân tràn cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời con xin sám hối mọi thời ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn hoặc do mê muội sao căn hoặc do sao thức tâm thần đảo điên hoặc do sao tưởng mà nên hoặc do sao thọ lụy liền sao hành hoặc do sao ái hoạn hành sao nghi để khổ tranh giành nổi lên thật là thông khổ vô biên con xin sám hối não phiền đã cam anh hoặc do bảy lậu khó kham mà hoặc do bảy sữa như chàm dính tay hoặc do tám đảo mà sai hoặc do tám có nên đầy kiếm hoan hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh con xin sám hối chi thành cầu xin chư Phật ý tình ngu si hoặc do chính não trạng trề hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm chính duyên chẳng chịu tiêu phần hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào mười một biên sự câu cao mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh mười sao trì kiến tung hoành mười tám thứ giới ngũ hình bao la hai mươi lăm ngã trần xa sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân tám mươi tám sự hoặc tâm cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư
108 có dư phiền não bùng cháy đông trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng cho mọi tâm sâu rộng đàn nhập tâm mà ta coi ta phúc âm thầm hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tạm giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràng. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tin tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngư tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng.
từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, à luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, à u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lãnh cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tan bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phận dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thủy chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm, thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui.
cả dưới nước chim trên trời, lưới dân bẫy tập không nơi thoát đào, hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt nuống chiều miếng tham ăn, hoặc thuê mướn kẻ hung tàn vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh xa. Lại còn binh miên can qua tranh giành biên giới cô mà diễm nhau, đạn bom pha xóm nổ cầu đích thân tàn sát, hoặc thâu người làm hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phân thay loài vận dung nhan chẳng trần, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễm trứng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia ven áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phận rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà. Thank you.
đầu đảnh lễ mười phương ấy chư Phật hiền thánh đã thương muôn loài chỉ bài phương pháp tuyệt vời. Nướng lành rửa sạch ba đời nghiệp oan, nay con hối hận khóc than, xin đem tánh mạng trước đàn quý ơi. Cúi đầu đánh lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời từ tâm mà sám xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận tháo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau, tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luân hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo là chứng minh lòng sám Phật đà độ con, tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chế. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốt tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên. Hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi, Phật bảo chẳng biết nể gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm, đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh, hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếp tục phê bình chẳng nương anh. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiêm, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vây phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyến thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền,
chánh tà cũng chẳng phân niên, nói càng dạy người lên mặt bảo văn. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bà chánh pháp đạo điên, đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành động vô luân, đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu. Á nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dệt ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Vậy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bát chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần. Dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ. Đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vị già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Này con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tuyệt tiêu ân. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tôn. Cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì. Phước lành như núi Tu Di, trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh. Xoay vần
chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn, hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng trái. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tai môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giá nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện thì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên.
chẳng về cõi lối triền miên. Trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chánh xoay bần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phần, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm. Làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội thiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh.
Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Phàm phu trí thiện toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Chất sân thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Thời quá khứ qua miền vị lai
Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cần kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật phép soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lạy Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kẻ từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trải dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này. Hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo. Khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy. Bạn lành chỉ báo đường ngay, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà. Giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, do tình pha rối không chi chẳng làm. Mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son. Giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia. Vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiên
tội thâm mà diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên xin mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm, mà khổ báo nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám chữa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chúng em.
kiếm trời hay kiếm người cùng lãnh chia nghiệm quá không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh giác quan chẳng đủ như nhau cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa ba án tam nạn dây dưa mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường họ hàng quyên thua quấn vương sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau oan gia khổ bao đổi đầu ghét yêu sợ hãi phải đau do mình khổ bao nước lửa đau bình chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên xa quê mồ mả tổ tiên anh nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu khổ bao lao ngục cầm tù tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra khổ bao miệng lưỡi gian hoa vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan khổ bao hoạn nạn miên man dịch tả số ve phong hàng liệt thân khổ bao á quỷ phi nhân ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy khổ bao yêu mỹ thần kỳ sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường mạng người như chỉ treo chuông mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng hải hùng thú giữ trên ngàn sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn sám hối khổ báo từ đắm mang tự treo tự sát tự cầm vật sâu lửa dữ mà tự nhào đầu cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương sám hối khổ báo tai ương không danh không phận sanh đường tiên thí y phục thực phẩm chi ly chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng làm gì cũng gặp nghiệp hung cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào đời này và cánh đời sau nghiệp dư quay phá kiếp băng rã chẳng đầu vào nơi cây kim núi đau thọ hình khổ báo thiêu đốt thân mình nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la khổ báo nghiền nát thịt da bánh đau xe lửa nghiến cả nát thay khổ báo chừng nấu nướng quay chui vào lò lửa tan thay vạn dầu khổ báo tàn phổ nát nhầu vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi khổ báo xương nát thịt rơi vào ngục côi sắc say người nát tan anh khổ báo ăn nói dối gian trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi khổ báo lòng đốn rã rời dây đen địa ngục sáu thời thiết căng khổ báo ngập nướng trôi sông chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi khổ báo da nứt thịt phơi chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng khổ báo tàn sát hung hăng địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu
khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục banh sắc nghiêng say tan bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phanh. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục trái đất rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na, con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Thank you.
tội lỗi, hoặc tự làm, hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng, hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm, hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo, hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chướng đã làm, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ xa. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà hối. Giờ ở đây các đừng phòng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí, hoàng giữ đường giới thanh tình, nhận đến thì một vốc cơm cho các loài súng sanh, hoàng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có, tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời qua khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hối ca phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thanh phận nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh, biển công đứng không lường, con nay thành kính lại. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần, mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tôn.
tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dân cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dân cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật Pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa. Con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc hòa tai nối liền. Từ thân miệng ý triền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, đèn tuệ thắp sáng cầu xin. Bồ đề thành tựu đứng tin, bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu. Chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban, chư Phật muốn nhập Niên Bàn. Con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần, cúng dường lễ tán đa phần. Thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi. Chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, con nay hồi hướng môn lòng thanh cao. Thân cầu ý nghiệm lao chao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay, xin đều tiêu diệt. Xin thay phép màu, mỗi niệm trí tuệ làm đầu. Chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn. Hư không thế giới có trần, nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, cuối lại đức đại hạnh.
hạnh phố hiền Bồ Tát anh. Cuối lại đứng đại hạnh phố hiền Bồ Tát. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh. Ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật. Thank you.
Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối để đầu kính tin. Để đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ta thành nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thế tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành. Bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù. Vì phiền não nhập che mù tuệ căn, nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu.
Con xin một giả khẩn cầu à, Thiện Tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào à, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau à, tưởng mình à, tâm à, thức thâm cao à, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thị đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sao căng, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoành hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám có nên đầy kiếm hoan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não trạng trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư.
108 có dư phiền não bụng cháy đông trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng cho mọi tầng sâu rộng đàn nhập tâm. Ta coi ta phúc âm thầm hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tạm giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật giải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên. Ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong. Não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi. Nhân duyên mới tan, hòa tai biển cố trái ngang. Những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn năn. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân. Chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này. Mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chút chi. Cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hỗ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần
gần mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật pháp văn lần thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành trao dồi phương trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi, không gian dẫu tận hệ chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện tâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sấm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tám thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Dùng lời thô ác mà gây giận hờn,
với người gây gỗ tránh hơn à, nói năng bất nhã khinh lợn người trên à, chẳng phân quen là sang hèn à, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng à, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa à, cùng người xô xa quất hòa à, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần à, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên à, tội tình vô lượng vô biên à, nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu à, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền à, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà à, miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân à, tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên à, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to à, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình à, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười à, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay à, có oan khó nổi có bài à, ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành à, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu à, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu à, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng à, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau ân. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên.
âm thanh tam thứ đủ duyên, à biển tài bốn thứ chu viên tự thành. Phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rằng ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay. Cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục cánh tầng khác nhau, khổ bao thiên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay mang lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên
thành đoạn trừ chín độ thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chỉ thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần. Họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lầm, mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn. Sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hung
máu hút mổ rút thùng phận dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao à, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu à, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn, đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo để dành làm thịt uống chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời. Oan than thâu đến tận trời, đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh. Chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm. Hoặc nghe giết chấp mừng ham anh, đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung. Nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng. Nghề đồ tể cũng bao tàn, phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn. Bản buôn khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng. Mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau. Cẩn hoang trồng chia ven áo anh, tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra. Gậy roi gồng khóa cáo tra, nằm ngồi đi đứng
bụng đà ghét nhau à, nói thì như thể lách lao à, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn à, mà con có phạm công còn thiếu chi à, xin nhờ lượng thanh từ bi à, chứng minh à, lời nguyện tức thì ác à, tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đà. Sạch ba đời nghiệp oan, nay con hối hận khóc than, xin đem tánh mạng trước đàn quý ơi. Cúi đầu đánh lễ phận rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm, tôi cùng tam bảo đã mang ngay nay, xin tự sám muôn đàn ác tâm, mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi, đức tin khó lập đạo màu khó nghe. Mà nay thuận tháo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan, pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau, tâm thần tưởng chuyện đau đau, luân hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh báo la, chứng minh lòng sao
tám phần đà độ con, tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chế. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên. Hòa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi, Phật bảo chẳng biết nể gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm,